Tôi xin đọc Thi Thiên đoạn 9 câu 1 tới câu 4. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta hãy bày tỏ lòng tin kính Chúa là Đức Chúa Trời cao cả. Hãy dâng lên Ngài lời cảm tạ ngợi khen và hãy tôn vinh Chúa một cách xứng đáng. Bằng đức tin và lòng chân thành, hãy hiệp thông cùng các thánh đồ để tôn cao danh Chúa. Chúa đang nhìn xem và lắng nghe những lời ca ngợi của chúng ta. Để Chúa ban phước cho trình thờ phượng ngày hôm nay, xin kính mời mục sư quản nhiệm lên dâng lời cầu nguyện khai lễ. Chúng ta cùng hiệp ý để dâng lời Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Cha ơi, chúng con hiệp chung tại đây trong giờ phút thiêng liêng này. Nguyện Chúa ở giữa chúng con. Như lời của Ngài phán với chúng con rằng, nơi nào có đôi ba người hiệp chung nhau nhân danh Chúa thì có Ngài ở giữa. Lạy Chúa, xin Thần Linh của Ngài dẫn dắt chúng con, ban phước cho chúng con trong buổi thờ phượng hôm nay, để tất cả chúng con được phước hạnh. Nguyện Chúa ở cùng thăm viếng với tất cả chúng con, những người thờ phượng Chúa tại đây cũng như trên online, hầu cho tất cả chúng con hiệp lòng hướng về Chúa để tôn cao Ngài. Con cảm ơn Cha. Xin tha thứ tất cả mọi lỗi phạm của chúng con. Và xin cho chúng con được đến gần với Ngài. Xin cho chúng con được chiêm nghiệm tất cả mọi sự vinh quang, cũng như nghe được sự phán dạy của Ngài. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cứ đứng để cùng thờ phượng Chúa. Chúa là tình yêu cao cả. Ngài đã đến trần gian để chết thế cho nhân loại. Huyết Ngài đã đổ ra trên thánh giá để đền tội cho những ai tin cậy Ngài. Quyền năng của huyết Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi chúng con, đã đẩy lùi ma quỷ, đã chiến thắng tử thần. Quyền năng trong huyết Chúa luôn là sức mạnh cứu giúp mỗi chúng con. Chúng con tin cậy nơi huyết Ngài. Amen. Dân công cho vua thánh Giêsu ư? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giêsu. Ai ưa luôn luôn cả cùng chung của Chúa ư? Cho quyền màu nhiệm vây huyết Giêsu. Quyền trong huyết, huyết linh năng bền toàn. Quyền trong huyết, chiến con thắng. Quyền trong huyết. Cùng lên hòa cùng chung với ban hát bài Hãy Theo Ta. Đấng đã chết thay cho chúng ta hôm nay vẫn luôn mời gọi mỗi chúng ta hãy theo Chúa, hãy noi theo dấu chân Ngài để được Ngài dẫn vào con đường sự sống. Chúa chính là người thầy, là người cha, là người đã hy sinh thân Ngài trên thánh giá để mở cho chúng ta một con đường cứu rỗi. Ngài đang mời gọi mỗi chúng ta hãy theo Ngài để nối tiếp cuộc sống hy sinh, đem sự cứu rỗi đến cho nhân thế. Hãy
sống đó thôi. Hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Dẫu con phạm muôn tội ta cũng tha. Hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Tội con nhờ ta từ đây ném xa. Hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Trong cõi tương lai vui hòa nước mắt rồi ta sẽ lâu có ngày. Hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta con cháu sợ chỉ hãy nâng ngập tay giữa ta trong cõi tương lai vui hòa nước mắt rồi ta sẽ lâu có ngày. Hãy theo ta. Kính thưa quý vị, theo Chúa không phải là chỉ một lời tuyên bố, nhưng chính là một thời thuần phục. Thuần phục thánh ý Chúa Cha trên trời. Trong bài cầu nguyện Chúa Giê-xu đã dạy, ý Cha được nên ở đất như trời. Mỗi chúng ta hãy sống đẹp ý Cha. Hãy tìm hiểu ý Chúa và thuần phục thánh ý của Ngài mỗi ngày, để biển trần gian đau khổ biến thành thiên đàng phước hạnh. Bài thánh ca Như Ý Cha sẽ do tốp ca nữ của Hội Thánh Tình Thương tôn vinh Chúa sau đây. Ngày mai ý nghĩa sẽ tình tưởng như ý.
lời chúc tôn. Quyền Chúa bao la trên không trung nào đổi thay. Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn, lời yêu mến khúc hát ân tình, đường tươi mới thắm thiên trong lành như chương trình thờ phượng là phần tiệc thánh. Xin mời mục sư quản nhiệm. Kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 11. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén trao như môn đồ mà phán rằng: này là giao ước trong huyết ta, hãy mỗi lần các ngươi uống hãy nhớ đến ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, hãy rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Thưa quý vị, lễ tiệc thánh là một thánh lễ do chính Chúa Giê-xu thiết lập. Và trong lễ tiệc thánh, chúng ta tưởng nhớ đến Chúa. Khi chúng ta dùng miếng bánh như thân của Chúa vỡ ra, chúng ta dùng nước nho như là huyết của Chúa đã đổ ra vì chúng ta. Ý nghĩa thứ hai của lễ tiệc thánh đó là sự hiệp một. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hiệp làm một trong thân của Chúa, là những chi thể trong thân của Ngài. Hãy yêu thương nhau, hãy hiệp một. Ý nghĩa thứ ba của lễ tiệc thánh đó là chúng ta phải thi hành đại mệnh lệnh truyền giáo. Mỗi người hãy nói về Chúa, mời gọi nhiều người đến với Ngài. Và ý nghĩa thứ tư của lễ tiệc thánh, chúng ta sẽ được dự đại tiệc trong nước vinh quang của Chúa, đại tiệc chiên con. Xin Chúa cho tôi và quý vị để khi dự thánh lễ này, chúng ta thực hành những điều mà Chúa muốn trong mỗi chúng ta. Chúa ơi, giờ này chúng con hiệp chung tại đây, xin Cha tha cho chúng con tất cả mọi lỗi phạm. Xin huyết của Đức Chúa Jesus Christ tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng con. Và xin cho chúng con được hiệp thông với Ngài qua thánh lễ tiệc thánh. Xin cho chúng con được hiệp một ở trong danh của Ngài. Và cho chúng con được ơn của Chúa trong sự rao giảng để đưa nhiều người đến với Ngài. Xin ở cùng chúng con trong thời giờ này. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Trong đêm Chúa Giê-xu bị nộp, Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đồ mà phán rằng: này là thân thể ta. Cùng hát câu thứ nhất. Vì ai Chúa đã sinh, vì ai Chúa phải chịu hình, thân Ngài mang nhiều đau đớn. Chúa ơi, vườn xưa Gethsemane, Chúa quỳ dâng lời tha thiết, cầu Cha cất trên khổ đau. Nhưng đừng theo ý của con. Chúa
đấng nhân từ chịu bao khổ đau. Chúa không từ chối uống cạn chén đau thương. Chúa vì nhân loại, Chúa chịu treo trên thập giá, cứu người thoát khỏi tội. Chúa trọn gánh đau thương. Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Đó là lời Chúa Giêsu đã phán. Xin cho chúng con được hiệp thông ở trong thân của Ngài. Xin sức sống của Ngài sống trong mỗi chúng con. Amen. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén trao cho môn đồ mà phán rằng: này là huyết ta, huyết đã đổ ra vì các ngươi, hãy làm điều này để nhớ ta. Vì ai Chúa gánh khổ đau, tình yêu cứu Chúa dạt dào, không gì phô bày cho hết. Chúa ơi, cầu xin Chúa xóa tội con, bao ngày lỗi lầm xa cách. Đời con nước quyết trọn dâng, giao truyền chân lý Ngài thôi. Chúa ôi lạy Chúa, đấng nhân từ chịu bao khổ đau. Chúa không từ chối uống cạn chén đau thương. Chúa vì nhân loại, Chúa chịu treo trên thập giá, cứu người thoát khỏi tội. Chúa trọn gánh đau Chúa Giêsu phán: này là huyết ta, huyết đã đổ ra vì các ngươi. Xin Chúa cho chúng con nhận được sự tẩy sạch qua huyết của Ngài và quyền năng của huyết Chúa sống trong mỗi chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con để chúng con có thể mạnh dạn ra đi, rao báo về tình thương của Chúa, nói về sự chết của Ngài để đem nhiều người đến với sự cứu rỗi. Con cảm ơn Cha. Xin ở cùng chúng con. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời quý vị cùng ngồi. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình là phần đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh Luca 5:1-11. Khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Genosaret, đoàn dân đông chen chúc lấn nhau chung quanh Ngài. Đặng nghe Ngài, Ngài hãy lấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới. Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong, thì biểu Simon rằng: hãy trèo ra ngoài sâu, thả cưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm, không bắt được chi hết.
Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, nên đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Pierre thấy vậy, liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cái giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và Giăng con Cbede là những kẻ đồng bạn với Simon, cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Amen. Amen. Xin kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi xin cùng với quý vị học một đề tài rất là quen thuộc, đó là theo Chúa. Nếu ai hỏi quý vị đương theo ai? Dạ. Ở nhà thờ này chúng ta sẽ nói rằng chúng ta theo Chúa. Bởi vì chúng ta đương ở trong nhà thờ. Dạ, cảm ơn Chúa. Khi ra khỏi nhà thờ mà chúng ta vẫn nói mình theo Chúa đó, tức là mình thật sự theo Chúa. Phải không quý vị? Dạ. Nhưng khi mình đi với một ai đó thì ai hỏi thì mình phải tự đương đi theo với người này. Dạ. Cho nên hôm nay thì tôi cũng chỉ nói vui một chút như vậy để chúng ta suy nghĩ về cái đề tài này. Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc vừa rồi thì thưa quý vị, có một đoàn dân rất là đông và Chúa Giêsu đang giảng đạo. Người ta phải chen lắng để mà nghe đạo của Chúa, như trong Luca đoạn 5 câu 1. Đoàn dân chen lắng nhau. Hiện tượng này cũng lạ, phải không? Ngày nay nhà thờ ít có chuyện sắp hàng, get like hoặc là chen lắng. Nhưng mà như chuyện khác thì quý vị thấy rằng người ta sẽ get like và người ta sẽ chờ nhau rất là sớm. Cảm ơn Chúa, một chiến dịch xuân yêu thương ở tại Việt Nam, và người ta cũng đã đến trước, nhiều người đã đến trước đó tới 2-3 tiếng đồng hồ để mà ngồi chờ. Cảm ơn Chúa vì cái tinh thần đó ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong lúc đoàn dân chen lắng như vậy thì ông Führer ổng không có lo gì hết, không quan tâm. Ổng chỉ lo đánh cá. Đánh cá suốt một đêm không bắt được gì, cho nên sáng ngày thì ổng bắt đầu giặt lưới chuẩn bị cho cái cuộc đánh cá của ngày mai. Mỏi mệt lắm, chán lắm. Bữa nay không bắt được gì hết. Phải không? Tâm trạng buồn. Tâm trạng đương chán nản trong nghề nghiệp. Không may mắn hôm nay. Dạ. Người ta chen lắng gì kể người ta. Ổng ở dưới này chỉ lo việc của ông. Nhưng mà thinh linh thì Chúa Giêsu đã đến gần bờ biển và Chúa hỏi ông Phi-rơ cho phép Chúa mượn chiếc thuyền để mà Chúa ngồi giảng. Lý do là ngày hôm nay chúng tôi sung sướng lắm là có cái microphone đứng đây nói nhẹ nhẹ thôi là quý vị có thể nghe được hết rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu giảng mấy ngàn người như vậy mà không có máy, cũng không có trong một cái phòng mà có thể nói rằng có máy lạnh. Không, không có. Và Chúa Giêsu phải mượn cái gió biển đó quý vị không? Tức là phải ra ngoài, ngồi ở ngoài để nói vào thì cái gió biển nó đẩy cái âm thanh vào thì ở bên trong người ta dễ nghe hơn. Cho nên thưa với quý vị là khi mà Chúa Giêsu rao giảng mượn chiếc thuyền của Phi-rơ thì Phi-rơ rất vui lòng. Nếu mà bình thường ở chúng ta mà thất bại là nổ quạo á. Phải không? Ở đây đương bị mất tiền, mất bạc là bị mất mùa thì gì đó, ai hỏi là nổ quạo á. Nhất là hỏi mượn nữa là không được rồi. Nhưng mà ngay trong cái thời điểm này thì Chúa Giêsu đã hỏi mượn ông Phi-rơ. Và cảm ơn Chúa là Phi-rơ sẵn sàng cho mượn. Đây là một cái tinh thần mà chúng ta thấy rằng cũng hết sức là tốt. Chứ thường con người của chúng ta như vậy, lúc đói bụng, lúc thất bại, lúc bị cái chuyện rắc rối gì đó là chúng ta bắt đầu gây sự, giận cá chém thớt.
Nhưng mà Phi-rơ không phải như vậy. Và ông cho Chúa Giê-xu giảng. Sau khi giảng đạo rồi, chú không có nói là ta giảng xong người ta sẽ cho trả ngươi mấy trăm đô hay là cho ngươi được mấy con cá. Chú không nói gì hết. Chú hỏi mượn thôi. Quý vị nhiều khi, nếu quý vị đôi khi quý vị có cho chú mượn không? Thường thường con người ngày hôm nay là tiền trao chó móc, đúng không? Có gì có lợi cho tôi thì tôi mới đầu tư. Tự nhiên tôi đã thất bại rồi, rồi mượn nữa. Mượn cái lúc tôi có thành công thì cũng được. Này đương thất bại, không thấy người ta thất bại sao mượn nữa hả? Ông giảng đạo ông phải lo việc của ông chứ. Tại sao mà ông không lo gì hết à? Có lẽ là có một số người sẽ phản ứng như vậy. Nhưng mà Phi-rơ không. Phi-rơ cho chú mượn. Phần của ông thì ông giặt lưới. Và có lẽ trong lúc giặt lưới thì ông mới nghe. Và ở đây quý vị thấy ông Phi-rơ không muốn nghe đề giảng đâu. Nhưng mà Chúa mượn tiền của ông. Đấy là một cái điều rất là hay. Có như có nhiều người không có họ không có tin Chúa đâu. Mà sau khi mà hội thánh nhóm ở nhà của ông một thời gian, tự nhiên họ yêu mến Chúa, họ tin Chúa. Là như thế. Cho nên Chúa thương ông Phi-rơ và Chúa mượn tiền của ông. Và Chúa tiền, Chúa giảng thì dĩ nhiên ông Phi-rơ là cái người mà nghe rõ nhất. Tại vì ông ở gần đó mà. Thấy không? Người ta mấy ngàn người đông lắm. Người ta đứng xa lắm, lắng với nhau mới được nghe Chúa. Nghe lời của Chúa mà ông Phi-rơ giờ đương nghe ở dưới biển xác đó. Sướng quá. Quý vị thấy Chúa rất yêu thương Phi-rơ. Nhưng mà có một điều là Chúa không có hứa. Phải không? Đó là cái khó nhất trên cái con đường theo Chúa. Ngày hôm nay Chúa không hứa cho quý vị gì hết đó. Không hứa là vừa theo Chúa một cái là được cái này, được cái kia, được cái nhiều cái phần thưởng, nhiều cái phước hạnh gì đó trước mắt. Cứ khoảng đúng tháng là lãnh, đúng tháng là lãnh. Tới ngày đó là account tự động tiền vô. Thì chắc là người ta sẽ theo Chúa thôi. Nhưng mà Chúa không hứa vậy. Chúa không hứa không phía ra gì cả. Và đó là một cái thách thức để xem chúng ta có đức tin hay không. Đấy. Như yêu ai mà nói cho nhà tôi giàu lắm, yêu tôi đi. Thì người ta sẽ yêu tôi đúng không? Tôi có chức này chức kia, người ta sẽ yêu thôi. Không phải là người ta yêu mình, đó là tôi có quốc tịch Mỹ đây, yêu là yêu liền. Phải không? Ngày hôm nay là đó là những cái thuận lợi. Nhưng mà nếu người ta không biết mình có cái gì hết mà người ta vẫn thương mình mới gọi là thương. Phải không? Và đó là lý do mà Chúa Giêsu đến trần gian này, ngài bề ngoài của ngài đó. Ngài không bao giờ để lộ ra tất cả cái sự giàu có, sự vinh hiển. Sinh thì sinh trong chuồng chiên bán cỏ. Vì thấy chưa? Sống một cuộc sống rất là nghèo nàn. Đi tới đâu cũng vậy. Đi vô dự đám cưới cũng vậy. Chúa đi không có đem đồng bạc này, trong đêm vô quà nữa. Vì thấy chưa? Nhưng mà sau đó Chúa cho. Chúa cho họ nhiều hơn những người khách tại đó. Và ở đây Chúa mượn ông Phi-rơ cũng vậy. Khi Chúa mượn Phi-rơ, Chúa không nói. Chúa không nói trước gì hết. Phải không? Cho nên có nhiều người nói rằng là quý vị biết tại sao có nhiều người họ không theo Chúa không? Tại vì đa số người ta chỉ nghĩ một cái gì thực dụng và cái gì nó mắt thấy thôi. Còn cái gì không thấy là không có tin. Đó là lý do người ta không tin Chúa. Nhưng mà quý vị biết rằng chính những con người mà hiểu biết sâu xa đó, những con người mà có một cái trình độ cao đó, người ta mới có được những cái của quý. Người ta có thể đến được những nơi mà người bình thường không đến được. Những người buôn ngọc giỏi, người ta có thể biết được cái viên ngọc quý. Còn những người bình thường thì chỉ thấy lóe mắt ở bên ngoài, hào quang bên ngoài người ta chạy theo thôi. Và đa số con người trên trần gian này người ta sống bằng mắt. Sống không phải bằng đức tin, mà bằng mắt. Thấy thì chạy theo. Thế thôi. Và không thấy là không bao giờ tin. Và đó là lý do mà người ta không tin Chúa. Quý vị thấy chưa? Sau này quý vị sẽ ngạc nhiên đấy. Nhiều người trong chúng ta cũng đang ngạc nhiên. Ủa, tôi tưởng không phải, tôi có một sư giảng dạy, tôi tưởng không có mà bây giờ tôi quá chừng như thế này. Tôi có mấy ông bạn, ông ở Việt Nam qua và ông ở bên Mỹ, thì thật ra nước Mỹ cũng không phải là cái gì ghê gớm hết. Nhưng mà ông nói sao mà hay quá thế này. Ha? Tốt quá thế này. Ông cứ lãnh đồ hòa, lãnh tiền, lãnh đồ. Cái cuộc sống sao mà tốt dữ vậy đó. Đấy, so với Việt Nam của mình sống ở trong một cái cuộc sống quá khó khăn. Đấy. Nhưng mà sau này tôi bảo đảm quý vị sẽ ngạc nhiên. Sẽ gọi là lòng mình chưa nghĩ tới đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ hứa. Các nhà thần học gọi là Thiên Chúa, ngài bày tỏ một cách ẩn khuất. Ngài không bao giờ mình lộ tất cả ra. Bởi vì nếu ngài lộ ra thì ai trong chúng ta cũng chạy theo hết. Mà cái chạy theo đó nó không có thật. Thấy không? Giờ quý vị lên Facebook, quý vị đăng đi. Quý vị ai đồng ý cưới tôi thì tôi có 1 triệu đô đây. Thấy không? Tôi có quốc tịch Mỹ đây. Vâng vâng. Thì tôi bảo đảm quý vị là quý vị không có còn cháy máy hết luôn. Bao nhiêu người sẽ gọi tới. Nhưng mà họ có yêu quý vị không? Không.
Có khi tất cả trong những người đó không có ai yêu quý vị nữa đấy. Cho nên Chúa nói với Phi-e-rơ là cho ta mượn thôi, Chúa không nói gì cả. Mà ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi tôi và quý vị tin Chúa thôi, Chúa không nói gì hết đó. Mặc dù chúng ta học Kinh Thánh thì chúng ta và chúng ta nhìn thấy những người đi trước mình, những người có ơn Chúa trong đức tin, chúng ta mới có thể nhận ra được ơn phước. Mà tôi xin thưa với quý vị rằng đó là sự thật 100%. Nhưng mà người ta không thích. Đấy. Sau khi ông Phi-e-rơ đã cho Chúa mượn tiền rồi, thì lúc Chúa giảng đạo xong rồi, xong bài giảng rồi, thì Chúa bắt đầu nói với, nghĩ tới Phi-e-rơ. Quý vị thấy chưa? Chúa không bao giờ kém cái lòng rộng rãi của chúng ta đâu. Chúa tốt mà. Giống nhiều người cứ nghĩ Chúa không tốt bằng mình. Không, chúng ta không tốt bằng Chúa đâu. Chúa rất tốt với chúng ta. Cái gì Ngài mượn chúng ta thì Ngài trả gấp bội phần. Cái gì chúng ta làm cho Ngài thì Ngài luôn luôn là ban thưởng, không phải chỉ là gấp đôi, gấp ba, mà Kinh Thánh nói là gấp trăm lần. Chúa thật là tuyệt vời. Và sau đó Chúa bảo ông Phi-e-rơ hãy trèo ra ngoài sau thả. Thì lúc bây giờ ông Phi-e-rơ vâng lời Chúa là miễn cưỡng thôi. Ông nói thầy ơi, suốt cả đêm rồi bắt không được con nào. Dầu vậy, cái câu mà hay nhất mà cái chữ mà Phi-e-rơ nói là dầu vậy. Dầu vậy thì cũng nghe lời thầy. Đấy là cái câu mà có thể nó thay đổi hoàn cảnh hết. Đời sống của tôi và quý vị, ai trong chúng ta cũng đều có những cái trải nghiệm, đều có những cái suy nghĩ, đều có những cái quan điểm riêng của chúng ta, lập trường riêng của chúng ta. Nhưng khi quý vị theo Chúa đó, thì xin hãy bắt chước ông Phi-e-rơ để nói cái câu này. Dầu vậy. Hay lắm. Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane, Chúa cũng nói rằng nếu có thể được xin cắt chén này khỏi con, dầu vậy không theo ý con mà theo ý Cha. Và khi Chúa bảo tôi và quý vị một điều gì đó, thì chúng ta nói ở Chúa ơi, con suy nghĩ như thế đó, nhưng mà dầu vậy thì con vẫn nghe lời Ngài. Và đó là cái câu tuyệt vời mà Phi-e-rơ đã nói để có thể bắt đầu một cái trang sử mới trong cuộc đời của ông. Nếu hôm đó ông nói ông có biết gì đến cá đâu, đúng không? Tôi đánh cá ban đêm nhưng mấy gì đánh ban ngày. Tôi đánh suốt đêm mà không được. Xin lỗi, tôi hỏi ông kinh nghiệm, ông đánh cá được bao nhiêu năm rồi? Tôi đây nè, mấy chục năm trong nghề rồi nè, kinh nghiệm đầy mình nè. Tại sao biểu tôi, ông là cái gì mà ông nói tôi? Bây giờ có thể mắng lại Chúa vậy, đúng không? Ông giỏi giảng đạo thì tôi không bằng ông, nhưng mà còn đánh cá thì xin lỗi ông. Ok? Không nghe. Nhưng mà quý vị thấy ông Phi-e-rơ nó giàu vậy. Hay không? Quý vị, cái lãnh vực của ông chứ không phải là chuyện khác. Chuyện không, chuyện mình không giỏi thì sao ông nói rồi. Mình phải nghe lời rồi. Cái chuyện mà mình rành lắm, mình biết lắm, mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được. Nhưng mà ở đây mình thấy ông Phi-e-rơ cũng không tự tin. Ông Phi-e-rơ có được tin rồi Chúa. Xin Chúa cho tôi đừng có tự tin, mà hãy có đức tin. Dầu vậy con nghe lời. Và sau khi ông nghe lời, ông thả lưới xuống, thì quý vị biết gì không? Được cá đó, nó nhiều cho đến độ là lưới gần đứt luôn. Ở đây Kinh Thánh không dùng cái chữ là lưới đứt, phải không? Quý vị đọc là cái đi, lưới gần đứt nghĩa là nó đứt chút chút rồi. Bắt đầu nó đứt ít rồi, nhìn vô thấy rồi đấy. Nhưng mà cá không lọt ra ngoài. Rồi khi họ chở thì chở mấy thuyền? Hai thuyền đầy cá. Và hai thuyền đầy cá đó dùng cái chữ gì? Chim. Chưa gì? Găng chim. Những cái chữ này rất là tuyệt vời. Găng chim chứ không phải là chim. Thưa quý vị, nếu chìm thì thôi đâu có gì đâu. Cuộc đời này, tôi nói với quý vị, cái danh vọng của đời này đó, nếu chúng ta được á, một là không có gì hết, một là cuộc đời thay tay không, còn zero, kết thúc lại. Thứ hai là quý vị sẽ được rất nhiều, nhưng được rồi là bị chìm. Đấy, trần gian là thế. Quý vị thấy bao nhiêu quan tướng, quan chức ở Việt Nam không? Họ được thuyền đầy cá, có không? Phải không? Nhưng bữa nay chìm. Quý vị thấy chưa? Tất cả danh vọng, địa vị, tất cả những gì mà quý vị tìm kiếm trên trần gian này, đừng nghĩ rằng những điều đó sẽ đem lại hạnh phúc chúng ta. Chúa nói rằng tất cả các giếng nước, các nước của trần gian này, ai uống vẫn còn khát mãi. Chúng ta giống như những người đắm tàu ở dưới biển, càng uống nước biển vô chừng nào càng thấy khát chừng đó. Những người mơ tưởng về danh vọng và tiền của
Quý vị tưởng rằng họ sẽ thỏa mãn, không đâu. Bây giờ mình ngồi mình nghe họ, họ là hối lộ mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ, mình sẽ chi nhiều vậy cho tôi chứ hối lộ chừng có 50 tỷ đủ sốc rồi đúng không? À. Nhưng mà không đâu. Người ta nói người giàu đó, tóc nhiều lắm mà đứt sợi cũng nghe đau. Cho nên cứ muốn cho nhiều thôi. Tiếc lắm. Và trần gian là như thế. Nhưng mà cảm ơn Chúa, những gì Chúa ban cho tôi và quý vị là cái gì? Gần đứt, gần chìm nhưng mà không chìm. Cảm ơn Chúa. Có nghĩa là nó mức tối đa để quý vị có thể chứa được. Gần chìm có nghĩa là chở được và chở đến cái mức tối đa rồi đã, chứ không phải là sơ sơ. Đấy không? Như lưới không phải là 5-3 con mà gần đứt. Nhưng mà Chúa đo lường cái sự thành công đó. Và đó là sự thành công tuyệt vời. Trên cuộc đời này, nếu chúng ta theo Chúa, thì Chúa sẽ ban cho tôi và quý vị để chúng ta có một cuộc sống vững bền. Những cái lưới chúng ta sẽ bền chặt để gìn giữ những cái thành công, cái hạnh phúc. Chiếc thuyền của chúng ta đủ sức để mà có thể chịu đựng được mà không chìm. Cảm ơn Chúa điều này lắm. Còn không thì tôi bảo đảm quý vị chìm. Có nhiều người hồi đó không có tiền, khiêm nhường lắm, bắt đầu có tiền rồi quên quá, kiêu ngạo, có thấy chứ? Không có chức thì là có vẻ là lễ phép lịch sự lắm. Mà tới hồi có chức rồi coi không ra gì cả. Và rất nhiều người ở trong những cái trường hợp như vậy. Nguy hiểm, cho nên đừng có mơ tưởng một cái cuộc sống thành công như vậy. Đừng có mơ những cái chiếc thuyền mà đầy cá như vậy thưa quý vị. Rồi quý vị thấy gì nữa? Sau đó đem thuyền cá vào. Nếu chúng ta là tâm lý bình thường như con người đó, khi mà được cá như vậy đó, mừng lắm. Phải không? Kiêu ngạo đấy chứ. Ông Phi-rơ, ông vinh vang, nó ta đây. Đúng không? Ai ở đây? Lịch sử này số 1 ở Galilee này, có một mình Phi-rơ mới có thể đánh một, có mấy tiếng hồ mà hai thuyền đầy cá. Lên Facebook liền. Đúng không? À, nếu mà ông có là ông lên à, nhưng mà không. Quý vị thấy lạ, mới đọc câu chuyện quý vị thấy ông Phi-rơ làm gì. Sau khi mà đầy thuyền cá rồi thì ông không có tỏ ra vui đâu. Nhưng mà ông sắp mình xuống dưới chân của Chúa và ông nói: Chúa ơi, xin trong cái bản cũ chúng ta dùng là ra khỏi tôi, nhưng mà câu đó không phải là ra khỏi, mà hãy lìa xa tôi, hãy đứng xa thôi, vì tôi là người có tội. Như thêm Phi-rơ nói những cái câu mà tuyệt vời lắm. Ông không nói tôi là người giỏi đánh cá đúng không? Hay lắm, tôi mà tôi biết, khi mà tôi biết ông này là ông thầy, ông này giỏi lắm, tôi ông nói tôi nghe liền đúng không? Không, không. Ông chỉ nói một điều là ông không xứng đáng. Bắt đầu ông mới thấy trên bản thân ông. Hồi nãy không thấy đâu. Trước kia quý vị nghe ông nói đó vẫn còn nó tự hào lắm. Suốt đêm rồi tôi bắt không được gì hết. Do vậy thông cảm với thầy đó, khiêm nhường chút đó, cho nên tôi phải nghe lời. Có nghĩa là bắt đầu ông cúi hạ mình một chút thôi, chưa, khi đó là chỉ có hạ mình, nhưng mà hạ mình một chút. Nhưng sau đó khi mà ông thấy được cái sự thành công mà Chúa ban cho thì bắt đầu ông sắp xuống luôn, chứ không có hạ mình nữa. Ông sắp xuống dưới chân của Chúa và ông: Chúa ơi, Chúa lìa xa con này, con xấu lắm. Thường thường mình thấy mình giỏi lắm phải không, đẹp lắm phải không? Đa số là mình đó, không ai đẹp bằng mình đúng không? Không có ai mà mình, đúng không? Lúc nào đa số mình cũng đều như thế hết, đúng không? Còn nói giả vờ thôi, khiêm nhường thôi, cho đa số là mình cũng nói là mình là ngon lành lắm. Đó, đa số là như thế. Ít có ai mà đứng xa tôi ra đi. Tôi không xứng đáng. Đó là cái câu mà ông Phaolô nói, ông Phi-rơ nói. Biết mình là một cái khoa học mà rất quan trọng. Người ta nói nhiều khi mình biết đủ thứ hết mà không biết mình. Biết nhiều ta đủ hết nhưng mà mình không biết à. Cho nên người ta nói, cái khoa học đầu tiên đó là phải biết mình thì mình mới có thể biết những chuyện khác. Còn mình không biết mình thì thưa quý vị, chúng ta sẽ xác suốt cả cuộc đời này chúng ta sẽ sai lầm. Cho nên thỉnh thoảng quý vị cũng phải hỏi là mình là ai, đúng không? Nhìn vô gương thử mình là ai, xem thử mình là ai, phải biết mình là ai. Và ông Phi-rơ biết mình là ai. Mình là một người có tội. Mình là một người không xứng đáng. Mình không là gì cả.
Mình đã đánh cá bao nhiêu năm rồi, có bao giờ được vậy đâu. Suốt cả một đêm làm hì học lại đổ mồ hôi, cũng được gì đâu. Ông thấy như thế. Kinh nghiệm cũng được gì đâu. Nghiên cứu về tất cả mọi sự cũng được gì đâu. Ông biết điều đó. Và đứng trước mặt ông là một cứu Chúa tuyệt vời, quyền năng. Một bậc thầy. Cho nên ông sắp mình xuống và ông nói câu đó. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy biết mình. Và tôi nghĩ rằng muốn biết mình khó lắm. Người ta nói biết mình khó giống như là muốn biết người khác. Người Việt Nam chúng ta có câu là dò sông, dò biển thì dễ dò. Nhưng mà không ai lấy thước để mà đo được lòng người. Con người mình thấy khó biết người ta lắm đúng không? Thấy người ta nói vậy đó. Chưa chắc. Thấy người ta cảm ơn mình chưa chắc cảm ơn. Thấy người ta khen mình chưa chắc khen. Cuộc đời này tôi nói quý vị rằng tất cả chúng ta đều là những con người xấu xa. Nhưng chúng ta không biết mình sao. Đến một lúc nào đó chúng ta mới biết. Và khi chúng ta biết đó là lúc chúng ta đối diện với ánh sáng. Đến gần với ánh sáng. Đến gần với cái sự bày tỏ của Thiên Chúa chúng ta mới biết. Khi ở xa Chúa chúng ta không bao giờ biết mình. Khi ở xa ánh sáng chúng ta thấy mình rất là đẹp. Nhưng khi đến gần với ánh sáng thì những cái vết sẹo trong người chúng ta nó mới lộ ra. Bình thường chúng ta thấy những cái ly nước nó trong lắm, phải không? Nhưng mà khi đưa vào kính hiển vi, quý vị mới thấy được ở trong đó những cái ly nước đó, những cái ly nước đó nó không sạch. Cái không khí mà chúng ta đương thấy thì dường như nó rất là trong, trong lành. Nhưng mà bắt đầu quý vị rọ ánh sáng vào, đưa vào kính hiển vi thì quý vị mới thấy biết bao nhiêu những cái vi khuẩn ở trong đó. Bụi bặm và vi khuẩn. Như vậy thì từ cái chỗ đó chúng ta mới biết rằng khi chúng ta đến gần với Chúa chúng ta mới biết mình. Cho nên cái dấu hiệu của một người kiêu ngạo là gì quý vị không? Là người không biết mình. Là người ở xa Chúa. Chúng ta xa ánh sáng quá thì mình thấy mình tốt lắm, mình đẹp lắm, đúng không? Vì vậy nên khi mà ông Phi-rơ ông đối diện với Chúa thì ông mới biết mình. Và sau khi ông biết mình rồi thì Phi-rơ làm gì? Chúa nói với Phi-rơ, đừng sợ. Vì từ nay ta sẽ khiến ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người. Và sau khi Chúa nói như thế thì Phi-rơ làm gì? Phi-rơ bỏ hết tất cả. Bỏ hết tất cả mà đi theo Chúa. Đây là một cái trải nghiệm mà khó lắm. Bình thường á là trong cuộc đời này ai trong chúng ta hai tay này chúng ta ôm hết á. Đó. Cái bước đầu khi quý vị bước vào trong cuộc đời này là cái bước mà quý vị giang cái tay ra và chúng ta tìm cách ôm tất cả. Đó. Thưa với quý vị, thật ra ở trong cuộc đời này nếu chúng ta không muốn ôm chúng ta cũng không thể ôm hết được. Nếu chúng ta muốn ôm, người ta nói là để có thì giờ để chúng ta có thể đi du lịch và để thì giờ để chúng ta xem phim, để thì giờ để chúng ta đọc sách. Thì tôi thưa quý vị, chúng ta sống cả cuộc đời này chúng ta cũng không bao giờ có thể gọi là đạt tới một lĩnh vực nào đó, chứ đừng nói chỉ nhiều lĩnh vực. Và nhưng mà chúng ta vẫn cứ ôm hết à, và mỏi mệt lắm, phải không quý vị? Đôi tay này quá nhỏ bé, rất yếu đuối. Và tất cả những gì trên trần gian này nó quá nhiều. Có nhiều thứ nó tốt nhưng mà có nhiều thứ nó cũng rất là xấu xa chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ôm hết không được, đến một lúc nào đó quý vị mới thấy rằng cái sự buông bỏ là điều đặc cần thiết. Hai tay này chúng ta không thể ôm cả thế giới này, nhưng mà chúng ta có trọn quyền để buông bỏ, phải không quý vị? Phải không? Mình không ôm được, nhưng mà mình có quyền buông. Nhưng mà mình không chịu buông. Đó là cái con người mình vậy. Không biết thì thôi. Có những người vậy đó. Tôi có thằng đi cháu không chịu đi đâu hết đó. Đi biển rồi cũng không đi, nhưng mà khi đi rồi là không chịu về. Khi đi xuống biển rồi chưa biết, không có chịu về. Tức là có nhiều người như thế đó. Không làm gì hết, nhưng mà khi mà có rồi, không có gì hết, mà khi có rồi là không có thể nào buông được à. Cho nên ở đây quý vị thấy ông Phi-rơ lạ không? Đánh cá thì gặp cá là mừng lắm rồi. Mừng quá đi chứ, phải không?
Về nhà ta tiếp tục ta bán ra, tiếp tục ta, ta mua thêm ghe, ta tiếp tục ta kiếm thêm người để mà phụ giúp mình đi phát triển cái nghề đánh cá chứ. Trúng bánh rồi mà. Bữa nay mình biết cách rồi, mình có ông thầy nữa, lâu lâu mình tới xin cái bùa của ông thầy cho mình cái bùa gì đó. Ngã gì đó, về cái là mình có thể đánh cá tiếp. Có một số người đến với tôn giáo với cái ý nghĩ như thế. Nghĩa là chỉ xin đến, đến với Chúa, cứ xin Chúa ơi, Chúa cho con bình an, để con làm ăn, Chúa cho con sức khỏe. Ở đây cái vị thế rằng, nếu chúng ta chỉ xin như vậy thì Chúa cũng cho chúng ta chứ mới là không. Nhưng mà đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy rằng chúng ta không, không thể thỏa mãn được tất cả. Và Chúa không cho quý vị lún sâu vào trong Chúa đâu. Vì đó là những điều tạm bỡ mà thôi. Cho nên khi đó ông Phi-rơ biết ngay tại sao ông Phi-rơ bỏ hai thuyền. Cực khổ lắm mới có được hai thuyền để cá. Chưa chắc gì trong cuộc đời của ông, và chưa chắc gì tất cả những người đánh cá có được cái thành công như vậy. Nhưng bây giờ ông buông bỏ. Và ở trong câu thứ 11 của đoạn 5 Luca thì Phi-rơ nói thế nào? Bỏ hết thảy mà đi theo thầy. Quý vị thấy lạ không? Bỏ có nghĩa là cho đó. Thôi kêu mấy người khác, thôi cho mấy ông đó. Muốn làm gì làm. Phải không đó? Chứ không nó thôi bán đi chia tôi mấy 64 gì đó nghe. Không. Cho. Không tiếc gì hết. Đi. Tại sao vậy? Ngu quá không? À, không đâu. Phi-rơ biết đây mình đến cái hôm nay là được là nhờ ông thầy này. Đúng không? Tại sao mình không theo ông? Mình lại ôm giữ con cá vài bữa nữa mình cũng sẽ thất bại nữa. Không có thầy thì mình cũng khổ nữa. Cho nên ông chọn lựa khôn ngoan lắm. Thôi cho cá này để mấy người kia cứ mừng rồi đó. Một số người khác không mừng. Còn lại ông ra đi ông theo thầy. Và cuộc đời của Phi-rơ bắt đầu từ đó thay đổi. Chỉ khi nào chúng ta học buông bỏ, chúng ta thật sự buông bỏ để chúng ta theo Chúa thật sự, quý vị mới thật sự được phước. Thậm chí quý vị có theo đến nhà thờ này, tôi bảo đảm quý vị có bao nhiêu năm, hoặc là chúng ta đến một cái bậc nào đi nữa mà chúng ta không học buông bỏ thì chúng ta cũng không thể nào có sự sống đời đời. Chúa nói rằng ai muốn theo ta thì phải buông bỏ. Đó là điều trước nhất. Không bỏ thì không thể nắm bắt được những cái điều quý hơn. Mình chỉ có hai tay à. Bây giờ mình bước vào hai tay ra, bây giờ mình chỉ có thể nắm được hai tay này, thì có những thứ phải bỏ đi để rảnh cái tay mình bắt lấy những cái điều quý giá hơn. Có nhiều người đầu tắt mặt tối, đủ thứ chuyện, tôi thăm tôi nhà là ngon như này, xe quá chừng, xe toàn xe đắt tiền không, mà lúc nào cũng mệt hết, mệt quá, khổ quá, không có thì giờ hầu với Chúa, không có thì giờ vậy. Ủa chi vậy? Chứ phải nghèo quá thì tôi mình thông cảm. Cái cuộc sống nó như thế đó quý vị. Người ta không chịu buông. Đúng ra những con người này là những con người có đủ điều kiện, đúng không? Thông thả để hầu với Chúa, thông thả để giúp người này, giúp người kia, để nắm bắt những cái điều cao quý hơn. Cuộc sống này đâu phải tiền bạc vật chất là tất cả đâu. Tại sao mà mình khổ vậy? Có hồi nào quý vị ngồi suy nghĩ tại sao mà khổ dữ vậy? Có nhiều người khổ cho đến độ là tôi thấy có nhiều người cưa bom đấy chứ, cưa cái bom như thế này, sao mà khổ dữ vậy? À, đến nỗi liều mình, người ta là liều hết, ngày mai người ta liều tất cả chỉ vì để kiếm tiền bạc. Tôi thấy cái câu chuyện nhiều quan chức vô trong tù, tôi ngồi tôi thấy tội nghiệp họ thiệt, đúng không? Nếu họ biết bằng lòng, nếu họ biết dừng lại, nếu họ biết buông bỏ, những con người đó thì thưa quý vị, họ sẽ được người ta ca tụng và được phước lắm. Nhưng mà họ không. Đấy. Cho nên tôi thưa quý vị hãy buông bỏ. Ngay cả quý vị đến nhà thờ này rồi mà không buông bỏ thì tôi bảo đảm quý vị không bao giờ chúng ta được phước. Chúa nói hãy ai muốn theo ta là phải từ bỏ. Hãy bỏ những điều đáng bỏ đi quý vị. Nghe không? Có nhiều chuyện không đáng đi giữ, nhưng mà mình cứ bảo vệ nó. Những cái ngã sắc, những cái sắc thịt ham muốn xấu xa này mà mình cũng cứ bào chữa nó, cứ giữ nó, cứ phục vụ nó, nô lệ cho nó, không nên. Và tất cả những gì trên trần gian này không có cái điều gì lớn hơn là Chúa hết. Bình thường nếu quý vị thấy tất cả mọi sự nó rất là tốt, cái đó là do cái nhìn mình thôi, và nhìn cái trình độ mình thôi. Tôi thật quý vị đấy, đến một trình độ nào đó quý vị sẽ thấy những cái đó nó không là gì hết. Khi chúng ta còn là con trẻ, ông Phaolô nói chúng ta tư tưởng như con trẻ, đúng không? Khi chúng ta trở thành người thành nhân, chúng ta bỏ hết những điều thuộc về con trẻ.
Khi mình còn con trẻ thì mình thấy tiền, thấy bạc, thấy danh, thấy vọng. Đó là con trẻ thì thuộc linh. Tôi thưa quý vị, ngay cả khi bước vào nhà thờ này, người ta có nhiều người cũng giành, cũng tranh, cũng chức này, chức kia, hại nhau, nói xấu nhau, tranh nhau. Thì rõ ràng đó cũng chỉ là danh lợi quyền thôi. Chùa, nhà thờ mà làm chuyện đó thì cũng y vậy thôi. Đúng không? Đó là những điều gọi là trẻ con. Khi chúng ta trở thành thành nhân, chúng ta bèn bỏ tất cả những điều thuộc về con trẻ đó. Và ông Phaolô nói thế nào? Ngày trước thì tôi coi nó quý lắm, nhưng bây giờ khi tôi gặp Chúa rồi thì tôi coi nó là rơm rác. Tôi bỏ hết tất cả mọi sự và tôi coi mọi sự như là sự lỗ. Vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lỡ đó. Đấy là một cái trải nghiệm. Và tôi nói với quý vị rằng khi chúng ta theo Chúa, hãy xin Chúa cho chúng ta mở mắt ra để mình thấy. Ví dụ như bây giờ mình vô nhà thờ này, mình tới một cái nơi nào đó, mình phải mở mắt ra để mình thấy cái gì là quý. Đúng không? Còn đụng cái nào lấy cái đó thì, chụp cái đó thì tức là người mù rồi. Cho quý vị muốn lấy cái gì đó lấy. Vô có người đụng cái gì lấy cái đó, có nghĩa là người mù rồi, không biết gì hết. Phải không? Cái gì gần mình lấy thôi. Cái có cơ hội gọi là tùy duyên đó. Tôi có nói chuyện vừa rồi qua trên chương trình phát thanh tôi hả? Tôi nói chuyện tùy duyên hay là phải học buông bỏ. Có nhiều người cứ đưa tùy duyên nó tới mình là mình cứ bắt thôi. Không. Mình phải có một sự sáng để mình chọn lựa. Cái này nó tới mình nhưng mình không có nhận. Còn có những cái mà mình phải đi tìm kiếm nó. Và đó là một cái tinh thần mà quý vị thấy tại sao ông Führer trước kia thì ông co quý, ông quanh quẩn với cái chuyện đánh cá. Rồi ai chen lắng gì đó, ai đi nhà thờ, ai nghĩ chuyện thuộc linh, ông không nghĩ gì hết. Làm ăn, tiền, ngủ dậy tức khuya, dậy sớm lớn lên, cái đầu của mình chỉ nghĩ đến tiền. Đến một lúc nào đó quý vị mới thấy là cái đó phải bỏ đi. Nó chỉ là phương tiện. Là tôi thấy ở nước Mỹ này có nhiều người nói vui lắm, là một là giàu thiệt là giàu, hai là nghèo thiệt là nghèo, nửa chừng là khổ lắm. Quý vị thấy chưa? Nửa chừng thì nó như thế đấy. Khó lo, vì đừng có lo nhiều. Đừng có lo lắm. Chúa lo cho mình rồi. Cũng như người dân ở Mỹ này, chính phủ lo rồi, đừng có lo nữa. Phải không? Hãy lo tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy tìm những cái điều cao quý hơn. Đừng có sống như người ta. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hiểu biết cái này. Và ông Führer đã nắm bắt ngay. Ông biết ông có tội nhưng mà ông không. Ông nói thôi tôi xa lánh luôn. Không. Sau khi Chúa nói ta sẽ biến ngươi trở nên tay đánh lấy người, thì Führer nắm bắt cái đó ngay. Và Führer bỏ hết, đi theo thầy. Và từ đó ông trở thành một người đánh lấy người. Tuyệt vời quý vị. Cuộc đời của tôi và quý vị nhiều lúc sẽ quyết định, sẽ số phận của chúng ta sẽ quyết định chỉ có cái chỗ là chúng ta say yes hay say no đó. À, đối với Chúa. Đôi khi chúng ta lại say yes với trần gian này nhiều lắm. Nhưng mà với Chúa thì nhiều khi chúng ta say no. Chúng ta thở lưng chừng. Chúa bảo đi vô vườn nho thì cũng nói dạ dạ rồi không đi. Chúa kể chuyện của nhiều người thế. À, dạ dạ rồi không đi. Chúa trao cho ta lăng rồi cũng không làm gì hết. Rất nhiều người như thế. Không nghĩ đến cái việc là chúng ta đi theo Ngài. Cho nên xin Chúa cho tôi một người để đi theo Chúa. Hãy quyết định theo Ngài. Và tôi xin thưa với quý vị rằng tôi đứng đây không phải giảng đạo để mà kêu người ta vô nhà thờ cho đông. Không. Chúng tôi chỉ muốn nói đến quý vị những cái điều mà thật sự, những cái kinh nghiệm thật sự trên con đường theo Chúa, những gì mà chúng tôi tin thật sự. Và tôi thưa với quý vị rằng rất quan trọng chúng ta được Chúa mời gọi để thay đổi cả cuộc đời của mình. Từ một con người tầm thường giống như Führer, một tên ngư phủ, xin lỗi Kinh Thánh dùng cái chữ là dốt nát nữa. Ông không là gì hết. Và ông sẽ trở thành một lãnh tụ đấy. Trở thành một con người mà bây giờ nói tới Phêrô. Không ai coi là một cái ông mà tầm thường nữa. Phải không quý vị? Ai đã làm được điều đó? Chúa. Và Führer đã chọn lựa để đi theo Ngài. Quý vị có chọn lựa theo Chúa không? Hãy quyết liệt quý vị. Đừng có lưng chừng, đừng có ham hẳm. Một tôi tớ của Chúa nói cái câu này. Nếu đạo của bạn đó là không đúng thì bạn hãy bỏ đi. Tôn giáo của bạn không đúng thì hãy bỏ đi. Nhưng nếu đúng thì bạn phải hết lòng. Cho nên chúng ta đương theo Chúa là chân lý. Ai cũng nói là tôi đương theo chân lý, tôi đã gặp chân lý rồi. Nhưng mà có thật sự chúng ta theo không? Hay chúng ta chỉ có nói bề ngoài? Có rất nhiều người
Khi mà chúng tôi trong cái công tác rao giảng, hầu vị Chúa chúng tôi mới biết là người ta khó đến với Chúa. Có cái ông mục sư kia, ông chở một mấy người đi nhà thờ đó. Ông chở kiếm lắm được mới chở đường ông tới nhà thờ, ông để đó, ông nói ông ở đó chờ tôi đi chở người khác. Ông đi ông chở người khác xong ông quay lại cái ông kia đi mất. Đó là rất là khó, tại vì sao? Tại vì người ta không có tin. Tại vì người ta nghĩ là bây giờ đến nhà thờ để làm gì? Có được gì đâu. Nó thật thật là chúng ta cũng phải thông cảm là họ nhìn bằng mắt thôi. Thấy chưa? Và chúng tôi thành đạt mà nói quý vị là kêu người ta đến thiên đàng đó là mình làm phúc cho người ta đó. Nhưng mà có nhiều người nói là tôi thương ông lắm mà tôi mới đi nhà thờ giùm cho ông á. Có nghĩa là họ không có nghĩ là cái chuyện họ sẽ lên thiên đàng. Mà họ nghĩ là họ sẽ tới đây để giúp đỡ cho cái nhà thờ. Không. Tôi thưa quý vị, quý vị phải biết rằng chúng ta đương đứng ở đây và ơn phước những điều tuyệt vời mà Chúa sẽ hứa dành cho chúng ta. Rất là tuyệt vời. Tùy theo thái độ của quý vị. Nếu quý vị không hết lòng theo Chúa thì rồi chúng ta cũng không được gì cả. Nhưng nếu chúng ta quyết liệt hết lòng trên con đường theo Chúa thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được bước vào nước thiên đàng và chúng ta sẽ được hưởng vô số những ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa ở với chúng ta và xin Chúa ban phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện quý vị. Xin chúng ta cùng đứng lên hướng lòng với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Tôi mời gọi quý vị cùng với tôi trong giờ này chúng ta bước đến để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đến đây để chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện bằng đức tin, bằng tâm lòng của chúng ta. Chúng ta xin ánh sáng của Ngài, quyền năng của Chúa chạm đến mỗi chúng ta, dẫn dắt chúng ta, ban phước trên đời sống của chúng ta. Hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện quý vị. Chúa thấy tâm lòng quý vị, Chúa lắng nghe mỗi lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy xin Chúa ban cho mình sức mạnh, xin ban cho mình niềm tin, sự mạnh mẽ để chúng ta có thể hầu việc Chúa, để chúng ta quyết liệt trên con đường theo Ngài và chúng ta sẽ là những người được phước hạnh. Ôi Chúa ơi, chúng con đừng hiện diện trước mặt Ngài. Trong giờ phút này, tất cả chúng con hướng lòng về Chúa và xin Chúa tha thứ tất cả mọi sự yếu đuối, sự lưng chừng, tinh thần hăm hẳm của chúng con. Và xin ban cho chúng con lòng sốt sáng. Xin mở mắt chúng con để chúng con có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Chúa, nhìn thấy chúng con. Để chúng con có thể hạ mình hơn nữa. Để chúng con có thể bước đi với Chúa một cách quyết liệt hơn. Để chúng con có thể buông bỏ những điều đáng buông bỏ và nắm bắt những điều đáng phải nắm bắt. Cuộc đời này sẽ qua đi. Chúng con cũng sẽ qua đi. Tất cả mọi điều trên thế giới này sẽ trở thành tro bụi. Chỉ có ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới còn lại đến đời đời. Cha ơi, xin giúp cho chúng con làm theo ý muốn của Ngài. Xin giúp cho chúng con để chúng con hết lòng theo Chúa, phục vụ Ngài. Nguyện Ngài sử dụng các anh chị em chúng con ở đây. Nguyện Chúa tha thứ, ban phước, dẫn dắt chúng con, trợ giúp cho chúng con, để chúng con trở thành những người mạnh mẽ, những chiến sĩ giỏi ở trong nhà của Ngài. Hầu cho chúng con tất cả đều có mặt ở trong nước thiên đàng và chúng con được phước hạnh của Ngài. Con cảm ơn Cha. Con dâng tất cả anh chị em chúng con, mỗi chúng con ở đây, chính mình con trong tay của Chúa, và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình thờ phượng quý vị. Kính mời quý vị an tọa. Sau đây là những câu thơ Ngài gọi tôi giữa cõi trần tăm tối, giữa sóng đời, giữa vực thẳm chơi vơi. Tôi lạc bước như chiên con khờ dại, như con thuyền bị sóng vỗ tả tơi. Đó là một phần nội dung của bài thơ Ngài gọi tôi của tác giả Minh Hiền, sẽ do cô Thu Sương, một tín hữu của Hội Thánh Tình Thương, sẽ diễn ngâm sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hội Thánh, hôm nay thì qua cái sự giảng dạy của mục sư Hiền, tôi nhớ đến sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của tôi, và tôi sẽ nhân cơ hội này tôi đọc cái bài thơ mà mục sư Hiền, mục sư quản nhiệm của chúng ta đã làm. Tôi không biết bao lâu
Nhưng mà cái bài thơ nó giống như cái tâm trạng của tôi. Và tôi xin đọc để quý vị cùng nghe nha. Ngài gọi tôi giữa cõi trần tâm tôi, giữa sống đời, giữa vực thầm chơi vơi. Tôi lạc bước như chiếc con khờ dài, như con thuyền bị sóng vỗ tả tơi. Ngài gọi tôi lúc đôi chân mòn mỏi, lòng rũ buồn giữa cuộc sống đơn côi. Mắt ràng rụa, giọt lệ trần cây đắng, bước ngã nghiêng khập khiễng giữa núi đồi. Ngài đã đến giữa núi rừng xanh thẳm, đã tìm tôi giữa hầm bẫy tối tăm. Vực tôi khỏi những thói đời nhơ bẩn, cứu vớt tôi thoát khỏi những lỗi lầm. Ngài vác tôi trên vai đầy vết máu, dắt đưa tôi đến dòng suối ngọt ngào. Cho tôi hưởng những cỏ xanh tuyệt diệu, để từ đây nguồn phước Chúa tuôn trào. Ngài gọi tôi lúc con thuyền xa bến, giữa biển đời thuyền trôi dạt lên đênh. Trời xanh thẳm biển bao la dời dời, nổi tố giông ngàn tiếng sấm vang rền. Ngài đã đến giữa biển đời hung hãn, bước vô thuyền dìu đến bên vinh quang. Ngàn sóng gió trong đời như tan biến, Chúa dắt đưa thuyền cập bến thiên đàng. Ngài đã đến giữa biển đời hung hãn, bước vô thuyền dìu đến bến vinh quang. Ngàn sóng gió trong đời như tan biến, Chúa dắt đưa thuyền cập bến thiên đàng. Amen. Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi, lạy Chúa. Đường Ngài là chánh lộ, dẫn đến sự cứu rỗi và phước hạnh đời đời. Xin dìu chúng con vào cửa hẹp và đường ngay của Ngài. Xin nắm tay chúng con và dạy chúng con bước theo dấu chân của Ngài. Bài thánh ca
Xin cho con đi đường Ngài sẽ được cô Thúy Hằng tôn vinh Chúa sau đây. Dạy con lối đi, xin Cha ban ơn điều động, dạy con lối đi, dạy con theo lối đường Ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý Cha. Khi con ưu tư buồn lòng, dạy con lối đi, khi hân hoan ô chân tan, dạy con lối đi, nhằm khi đơn chiếc một mình, hoặc khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nặng, dạy con ý Cha. Rằng con nhiều tội lỗi, xin Cha dạy cho con để con biết Ngài, con hiểu ý Ngài và con được phục vụ Ngài suốt đời con. Khi con lo âu ngờ vực, dạy con lối đi. Khi phong ba tung ngập trời, dạy con lối đi. Bừng soi qua đám mịt mù, màn đau thương khó nhọc nhằn, dìu con theo lối đường bằng, dạy con ý Cha. Bao lâu quanh theo đường chân, dạy con lối đi. Nơi đâu chân con ngập ngừng, dạy con lối đi. Tận khi xong hết đường đời, tận khi chấm dứt hành trình, tận khi con thấy mặt Ngài, dạy con ý Cha. Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý vị, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi. Chọn đời này luôn vâng phục Ngài. Đó là nội dung của bài thánh ca Vâng Phục Chúa, sẽ do ông bà mục sư Nguyễn Hiền tôn vinh Chúa sau đây. Mục sư Nguyễn Hiền và Ngọc Thanh xin kính chào hội thánh. Thật gần qua nhiều giang chuân, ngày đêm mưa nắng, tôi ném bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương. Không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn đôi, sớm tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù kín kín vây quanh tôi, được bên Chúa tỏa lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thập tự với bao âu yếm dặn dò, trên đường cam go đừng quên yêu Chúa. Theo
Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn bước theo Giêsu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Không chọn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tối Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kín vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa trọn đời Chúa ban thêm sức từng hồi, đau buồn không lui cùng Ngài đi tới. Theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn, còn gì cho tôi vui hơn. Chúa thương không chọn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giêsu tôi. Dù đường muôn lối, sớm tối Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kín vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa ơi, dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kín vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa. Chúa. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và con người. Ngài cũng đã giáng thế làm người để cứu rỗi chúng ta. Ngài không tiếc bất cứ điều gì với chúng ta. Sự ban ơn của Ngài không kể xiết. Vì vậy, hãy lấy mọi tài vật và huê lợi đầu mùa mà tôn vinh Chúa, để Chúa mở cửa sổ trên trời đổ phước cho chúng ta. Hãy bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa về những của dâng để tôn vinh Chúa và mở mang nước Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn phước trên quý vị và trên những của dâng trong giờ này. Xin kính mời Hội Thánh cùng tôn vinh Chúa qua bài dâng hiến sau đây. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên. Trong lúc chúng ta hát, xin mời chúng ta bắt đầu dâng hiến. Xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng vì tội con chết trên thập hình. Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Chúa nhân lành ban bỏ quý vị cúi đầu, tôi dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, một lần nữa Hội Thánh của Chúa tại đây bày tỏ lòng biết ơn Ngài.
và cho chú phép chúng con được dâng những của lễ là một thức hương thơm lên Ngài. Xin nhận của lễ của chúng con và xin Chúa ban phúc cho chúng con như Ngài đã hứa trong sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 câu 9, rằng Ngài sẽ mở cửa sổ trên thiên đàng đổ phước xuống cho chúng con đến nỗi không có chỗ chứa được. Xin Chúa yêu thương bao che chúng con cùng. Tôi tới Chúa nguyện xin Chúa thương xót và chúng con đồng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con thức ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Xin kính mời mục sư chúc phước. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với chúng con. Xin Chúa ban phước trên mỗi chúng con để chúng con luôn theo Ngài cho đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen. Amen. Đại. Xin lời Ngài sống trong lòng con, xin lời Ngài giúp con đổi thay. Con nguyện làm ánh sáng cho đời, đem tin mừng truyền khắp nơi nơi. Xin lời Ngài sống trong lòng con, xin lời Ngài giúp con đổi thay. Con nguyện làm ánh sáng cho đời, đem tin mừng truyền khắp.